Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 170 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 170 của bộ truyện này. Dựa vào mạnh tuyết phong dẫn tiến, Phương Minh có thể tiến vào tầm mắt của đám cao tầng ở cõi âm, mà số lượng cường giả hắn có thể tiếp xúc cũng càng nhiều. Từ đó càng có khả năng có thể thăm dò tin tức của cha mình. Hơn nữa Phương Minh không lo chuyện có người nhìn thống thân phận mình. Bởi vì Tây Vực đã bị phong tỏa, trong thời gian ngắn thân phận mà hắn biên tạo ra được này sẽ không bị lộ. Nếu như tầng lão đệ đáp ứng vậy lão ca sẽ báo lên cho phủ sơn chủ ngay đợi sau khi tần lão đệ đến sơn phủ rồi chắc chắn sẽ một bước lên trời đến lúc đó lão đệ nhớ đừng có quên lão ca trước mặt phương minh mạnh tuyết phong không hề có chút uy nghiêm của quận trưởng một quận chuyện này nếu để cho những người khác trong quận thành thấy đoán chừng sẽ phải há hốc miệng kinh ngạc bởi vì trong lòng bằng hắn quận trưởng đại nhân vẫn luôn mang dáng dấp uy nghiêm trầm mặt ít nói Đừng nói là mặt mang nụ cười, ngay cả chuyện muôn hắn nói thêm vài câu cũng khó mà được. Đây là biến hóa do đẳng cấp địa vị mang tới. Ở trong mắt của Mạnh Tuyết Phong, trong toàn bộ quận thành, thực lực của hắn là mạnh nhất, địa vị cũng là tối cao. Đương nhiên cũng khinh thường việc chân ra nét mặt tươi cười đối với những người có thực lực cùng địa vị thấp hơn mình. Cái này gọi là uy nghiêm của cấp trên. Điểm này cũng chính là chỗ khác biệt giữa dương gian cùng cõi âm. Khi đối mặt với người ở tầng dưới chót, cao tầng ở dương gian lại càng thêm hòa ái, dễ gần hơn. Bởi vì bọn họ muốn duy trì hình tượng thân dân, mà cõi âm lại là nơi thực lực vi tôn vô cùng trắng trợn. Mọi thứ đều dựa vào thực lực để nói chuyện, không cần phải cố tỏ vẻ làm gì. Tần lão đệ sắp tới sân phủ rồi, không biết ở nơi này tần lão đệ có còn bạn bè gì không? Lão ca thân là quận trưởng bản quận, đương nhiên cũng có thể trong năm một hai. Mạnh Tuyết Phong làm vậy là muốn kết một thiện duyên với Phương Minh. Hắn biết rõ luật phẩm quỷ tu có thể vượt qua thiên phạt đại biểu cho tương lai không giới hạn. Đây không phải người mà hắn có thể so sánh. Mặt khác, mặc dù không biết rõ bên trên sẽ suy nghĩ ra sao, nhưng Mạnh Tuyết Phong lại có thể đoán được đại khái Sở dĩ cấp trên muốn chọn người nổi bật trong các cảnh giới chính là vì muốn thành lập một chi đội ngũ. Rất có thể chi đội ngũ này chính là đội ngũ tinh nhuệ để chinh phạt Tây vực. Đội ngũ như vậy cũng là đội ngũ có khả năng lập công lớn nhất. Đương nhiên, nguy hiểm cũng lớn, nhưng nếu có thể còn sống, tương lai tuyệt đối có thể trở thành cao tầng của bản vực. Đến lúc đó, chỉ một quận trưởng nho nhỏ như hắn cho dù con muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội. Kết thân với người khi người ta chưa giàu sang, đây là việc mà người thông minh nên làm. Mạnh Tuyết Phong chính là người thông minh như vậy. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cuối cùng Phương Minh gặp phải điều gì ngoài ý muốn, Mạnh Tuyết Phong cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bởi vì đối với hắn, chuyện trong năm này chỉ là một cái nhấc tay mà thôi vốn đệ không muốn phiền phức lão ca nhưng quả thật tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng trên mặt của phương minh lộ ra xấu hổ tận lão đệ cứ nói đi đừng có ngại khi tiểu đệ gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong lúc truyền tống mà lạc tới nơi này ngay từ đầu thân thể của đệ có thương tích nên đã nghỉ ngơi trong sơn thôn một thời gian ít nhiều gì cũng mong lão ca chăm sóc cho hai cha con cù trì bằng cẩn thận hơn nữa đệ cũng đã thu cụ tử huyên làm tỵ nữ. Được rồi, tần lão đệ thu làm tỵ nữ là vinh hạnh của cô ta. Mạnh Tuyết Phong vừa cười vừa nói. Mỗi chốt là hai cha con cụ trì bằng còn chưa có hộ tịch cõi âm. Mà đệ lại muốn rời khỏi bản quận. Ồ, ta hiểu rồi. Tần lão đệ an tâm. Vấn đề này cứ giao hết cho lão ca. Mạnh Tuyết Phong cười cười đồng ý. Lấy thân phận địa vị của hắn muốn làm hai cái hộ tịch cõi âm cũng không phải là việc khó khăn gì. Chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi. Cô gái nhà họ cù kia chắc chắn sẽ tới sơn phủ cùng lão đệ. Vậy lão ca sẽ sắp xếp cho cụ trì bằng một chức vị trấn chủ. Mỗi ngày hắn có thể thoải mái trôi qua. Chỉ cần lão ca còn ở quận thành này ngày nào thì vị trí trấn chủ của hắn có thể vững vàng đến ngày ấy. Kết duyên thành công đồng nghĩa với mạnh tuyết phong coi như đã thành công bỏ ra được vốn đầu tư cõi âm sau một ngày có hai bóng người từ phủ quận thành đi ra nhanh chóng đi về vị trí trung tâm núi lạc sơn hai bóng người này dĩ nhiên chính là phân thân của phương minh cùng mạnh tuyết phong sau khi lấy được sự đồng ý từ phân thân của phương minh mạnh tuyết phong lập tức truyền tin tới phủ lạc sơn không bao lâu sau đã nhận được hồi đáp từ phía Sơn Phủ. Vì vậy, ngày mới ngày thứ hai, hắn đã cùng phân thân của Phương Minh lên đường đi tới Phủ Lạc Sơn trước. Không bao lâu sau khi phân thân Phương Minh rời khỏi quận thành cùng Mạnh Tuyết Phong, lúc này trong quận thành kia cũng có hai bóng người nhìn về phương hướng hai người biến mất. Cậu có ngang nhiên để phân thân của cậu đi với hắn sao? Phủ Lạc Sơn kia là nơi cường giả như mây, nếu như tôi đoán không nhầm, sơn chủ kia tối thiểu nhất cũng đã có được thực lực thiên cấp đỉnh. Thậm chí rất có thể là người có cùng cảnh giới với bổ thiên chiến tôn, sư phụ cậu đấy. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Vậy chắc chắn cậu sẽ tổn thất lớn rồi. Lưu Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn về Phương Minh. Trong khoảng thời gian này, hắn và Phương Minh đã hiểu đại khái tình huống của cõi âm, cũng biết thực lực đại khái của cường giả ở cõi âm ở cõi âm nếu muốn trở thành quận trưởng như vậy nhất định phải là quỷ tu cảnh giới thiên cấp nhưng không phải tất cả quỷ tu cảnh giới thiên cấp đều có thể trở thành quận trưởng có thể trở thành quận trưởng nhất định phải là người nổi bật trong cảnh giới thiên cấp mà dựa theo cách phân chia thực lực ở dương gian thiên cấp là một ranh giới trước khi đạt tới thiên cấp nhân cấp cùng địa cấp đều chia làm chín cảnh giới cái gọi là đại viên mãn cùng đỉnh phong chẳng qua chỉ là cách phân chia tầng cuối cùng bên trong một cảnh giới nhỏ mà thôi nhưng sau khi bước vào thiên cấp cảnh giới được phân chia theo một cách hoàn toàn khác cảnh giới thiên cấp chia ra làm ba cảnh giới thiên nhân thiên vương thiên tôn mà thiên tôn cũng chính là cường giả chí tôn mà người dương gian vẫn nói giống như bổ thiên chí tôn sư phụ của phương minh thiên tôn chính là cực hạn mà người ở dương gian đủ khả năng tu luyện tới. Về phần thực lực của vực chủ năm vực còn có mấy sơn chủ ở cõi âm, Lưu Nguyệt đều căn cứ vào thực lực của Mạnh Tuyết Phong để suy đoán. Chẳng qua cả hắn cùng Phương Minh đều có thể xác định một điều, đó chính là thực lực của vực chủ năm vực sẽ chỉ cao hơn suy đoán chứ tuyệt đối không thể thấp hơn. Dù sao thì sinh mệnh của quỷ tu ở cõi âm cũng dài hơn người tu luyện ở dương giang rất nhiều chỉ dựa vào điểm này thôi quỷ tu đã chiếm tiện nghi rất lớn dựa theo đạo lý mà nói cõi âm đã là chốn về cuối cùng của quỷ hồn như vậy ở cõi âm quỷ tu cũng là bất tử bất diệt nhưng trên thực tế thì không phải như vậy nếu như thực lực của quỷ hồn ở cõi âm không thể đề thăng tới một cảnh giới nhất định như vậy cuối cùng cũng sẽ phải nhận lấy cái chết chỉ có điều sau khi quỷ hồn tử vong nơi cõi âm thi thể của bọn hắn sẽ tiến vào bên trong một con sông con sông này chảy dài xuyên qua năm vực được gọi là minh hà mà toàn bộ nữ quỷ ở cõi âm đều phải uống một ngụm nước minh hà chỉ khi uống một ngụm nước này nữ quỷ mới có thể mang thai mà mấy đứa trẻ bọn hắn sinh ra kia chính là những quỷ hồn đã chết đi đầu thai chuyển thế thành ở quận thành cách đó không xa cũng có một nhánh của Minh Hà. Cõi âm có hai con sông, một là sông Vong Xuyên mà người Dương gian thường đồn đại, mà cái còn lại là sông Minh Hà. Người Dương gian đồn đại rằng sông Vong Xuyên là đường ranh giới của hai giới âm dương, nhưng mà không biết đây căn bản chỉ là lời nói vô căn cứ. Sông Vong Xuyên là một đạo phòng tuyến cuối để có thể đi thông tới thông đạo luân hồi. Vì vậy trước khi quỷ hồn vượt qua sông Vong Xuyên, có thể giữ lại tri nhớ của kiếp trước. Chỉ khi bước lên sông Vong Xuyên uống canh mạnh bà, lúc này mới có thể vào luân hồi. Trên mặt Lưu Nguyệt mang theo vẻ đăm chiêu. Người dương gian đồn đại rằng sông Vong Xuyên bắt ngang qua Minh Phủ, cũng chính là nơi có Diêm Vương Điện. Nhưng nơi này lại có chút mâu thuẫn với những lời đồn đại kia. Sau khi quỷ hồn tiến vào cõi âm, sẽ phải tới Diêm La Điện tiếp nhận thẩm lý và phán quyết thù hình. Trong khoảng thời gian này, quỷ hồn vẫn mang theo trí nhớ của kiếp trước, biết mình đã phạm phải lỗi gì mới phải thù hình. Nếu như qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà mới đến Minh Phủ, lúc này hẳn đã mất đi ký ức, chỉ còn một quỷ hồn trống rỗng. Mà nếu nghiêm phạt một quỷ hồn trống rỗng, thì có ý nghĩa gì kia chứ? 4 giờ sau, Phương Minh cùng Lưu Nguyệt xuất hiện bên bờ một nhánh sông được tách ra từ Minh Hà. So sánh với sự tươi tốt của cây cỏ ven bờ sông ở Dương Giang, hai bên bờ con sông này lại không có sinh cơ gì đáng nói. Khắp nơi đều là đất ba gian màu đen, không gặp bất kỳ cây cỏ sinh trưởng nào. Cõi âm vừa vặn tương phản với Dương Giang. Tất cả mọi thứ ở cõi âm đều do quỷ khí biến thành. Mà nước Minh Hà này thật sự có liên quan đến khả năng mang thai chỉ cần có mang thai thì cho dù là nơi nào cũng đại biểu cho sinh cơ mà vừa vặn quỷ khí ở nơi cõi âm này lại bài xích sinh khí cho nên hai bên bờ sông này mới không có một ngọn cỏ nào phương minh cùng lưu nguyệt đều là người thông minh hai người vẽn vẹn chỉ kinh ngạc một hồi lập tức có thể suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân gây ra tình cảnh ngay trước mặt quỷ hồn nơi cõi âm mang thai dựng dục sinh ra tiểu quỷ trên thực tế chẳng khác nào là quá trình dung hợp cùng phân tách ngắn ngủi của hai hồn phách. Vì vậy chỉ cần lấy một hồ lô nước minh hà cho ông cụ nhà họ Lý kia uống là có thể giải quyết được vấn đề xuất hiện trên người ông ta. Lưu Nguyệt nhìn về Phương Minh nói. Phương Minh gật đầu. Chuyến hành trình tới cõi âm này ngoài trừ tìm hiểu tin tức về cha mình đương nhiên còn có một mục đích khác. Đó chính là chữa khỏi bệnh trên người của Chu Hồng Cương hồn phách của chu hồng cương cùng ông cụ lý đã hòa thành một thể cứu chu hồng cương chẳng khác nào đang cứu ông cụ lý hơn nữa bởi vì hồn phách dung hợp trong trí nhớ của chu hồng cương còn có tất cả những chuyện đã phát sinh ở nhà họ lý cũng gánh vác tình cảm của ông cụ lý sẽ không làm chuyện gì gây hại cho người nhà họ lý lấy được nước minh hà lúc này có thể nói chuyến hành trình tới cõi âm của phương minh đã kết thúc anh không muốn quay trở về Dương Giang cùng tôi sao? Không được, lần này cậu đã đạt được mục đích mà cậu muốn. Nhưng tôi còn có một chút chuyện nhỏ chưa hoàn thành. Chỉ ít cũng phải để tôi tìm được người của tổ chức đã tới âm phủ này. Tôi phải hiểu rõ hàm nghĩa của câu nói đi. Xác nhận người tới cõi âm của tổ chức có còn sống hay không? Lưu Nguyệt lắc đầu hất mái tóc, cực kỳ tiêu sái nói. Tôi cắm rễ ở cõi âm này tôi cắm rễ ở cõi âm này. Đợi khi cậu quay trở lại cõi âm, sẽ nghe được truyền thuyết về lưu nguyệt tôi. Có lẽ truyền kỳ kế tiếp sẽ ra đời ở Nam Vực. Truyền kỳ là từ mà Phương Minh cùng Lưu Nguyệt dùng để hình dung vị bán chủ Tây Vực kia. Bởi vì dựa theo lời của Mạnh Tuyết Phong, vị bá chủ Tây Vực rất có thể chính là một quỷ hồn mới từ dương gian xuống cõi âm mười mấy năm trước một người ở Dương Giang được đưa hồn phách trở về cõi âm. Vậy mà chỉ dùng thời gian mười mấy năm đã có thể trở thành bá chủ Tây Vực. Đây không phải truyền kỳ thì là gì? Nếu như gặp phải chuyện gì khó giải quyết, có thể đi tìm phân thân của tôi thương lượng một chút. Cậu ta và tôi không khác nhau chút nào. Tôi biết rồi. Lưu Nguyệt không quan tâm lắc lắc tay, ngay sau đó đột nhiên nhìn Phương Minh chăm chăm đánh giá nửa ngày. Kỳ thật, tôi phát hiện ra tính cách của cậu và phân thân có vẻ khác nhau hơi nhiều. Bản thân cậu thoạt nhìn thành thật trung hậu, nhưng thực tế, một bụng ý nghĩ xấu xa cùng nhỏ nhen. So giữa hai người, ngược lại phân thân của cậu có vẻ quân tử rộng lượng hơn. Sau khi nói xong câu này, không đợi Phương Minh trả lời, Lưu Nguyệt đã tiêu sái cất bước rời đi. Nhìn bóng lưng Lưu Nguyệt rời đi, Phương Minh hơi nhíu mày một chút bắt đầu tự hỏi hàm nghĩa trong câu nói kia của lưu nguyệt phân thân của mình cùng mình là tâm linh tương thông mặc kệ mình muốn làm gì phân thân của mình cũng rất rõ ràng có thể nói phân thân của mình chẳng khác nào là mình thứ hai theo lý mà nói cho dù là tính cách hay hành vi cử chỉ hẳn phải giống hệt bản thể mới đúng nhưng lưu nguyệt lại nói tính cách phân thân của mình có khác biệt rất lớn so với bản thể Lẽ nào trong này có biến cố gì chăng? Hay là bởi vì nguyên chủ nhân của phân thân này? Phương Minh không nghĩ ra đáp án, chẳng qua hắn có thể xác định một điều. Đó chính là phân thân này tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho hắn, mà hắn chỉ cần biết rõ điểm này đã quá đủ rồi. Lưu Nguyệt rời đi, Phương Minh cũng không tiếp tục ngây người cảm khái bên bờ Minh Hà. Rất nhanh, hắn đã thuận theo đường cũ, quay trở về thông đạo nhập cư trái phép đến cõi âm kia. Sau đó trực tiếp nhảy vào trong nước, lại trải qua tình cảnh bông tối vô biên thêm một lần nữa. Dương Giang Khi Phương Minh xuất hiện một lần nữa, hắn vẫn đang trong thiền viện số 1 của tự Vân Tự. Chỉ là lúc này trong toàn bộ viện chỉ có một mình hắn. Về phần cửa kính chống đạn của thiền viện cũng được khóa từ bên trong người bên ngoài căn bản không cách nào đi vào đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách mở được nhưng trình tự rất là rườm rà quan trọng nhất là nhất định phải do chính bản thân chu hồng cương mở ra mới được mà chu hồng cương đã hứa hẹn với phương minh từ trước trước khi phương minh chưa tự mở cửa của thiền viện ra thì hắn tuyệt đối sẽ không mở cửa thiền viện này ra sau khi trở lại thiền viện Phương Minh lập tức tìm mở điện thoại di động của mình ra, liếc nhìn thời gian. Lúc này mới phát hiện, thời gian chỉ trôi qua 5 ngày. Điều này nói rõ, thời gian hắn ở cõi âm cũng giống với thời gian ở dương gian. Thời gian 5 ngày, có rất nhiều số gọi tới điện thoại của Phương Minh. Trong đó có 3 cuộc là điện thoại của mẹ mình. Mà điện thoại của Diệp Tử Du cũng có hai cuộc. Ngoài ra còn có một cuộc điện thoại của em gái mình ngoài ra còn có mấy cuộc điện thoại quảng cáo quấy rầy không thể không nói vòng xã giao quan hệ của phương minh rất chật vật nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác Quỹ tích cuộc sống của bản thân hắn khác với những người trẻ tuổi bình thường không có nhiều bữa tiệc xã giao trên thực tế cho dù là người trẻ tuổi bây giờ cũng đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại những người trẻ tuổi ở lại thành phố đi làm cho dù là những thành phần tri thức có thể làm việc ở top 500 công ty lớn nhất đi chăng nữa. Ngoài trừ mấy cuộc điện thoại về công việc, có người suốt 3 tới 5 ngày không có lấy một cuộc điện thoại nào. Đương nhiên, ngoài trừ mấy cuộc điện thoại quảng cáo quấy rầy. Sau khi kiểm tra cuộc gọi hết một lượt, Phương Minh gọi một cuộc cho mẹ mình, đồng thời cũng gọi cho Diệp Tử Du. Sau khi giải thích đơn giản một chút về hành trình mấy ngày nay xong, lập tức cúp máy thiền viện được mở ra trong chớp mắt khi cửa thiền viện được mở lý thừa thuận vốn đang cúi đầu chơi điện thoại lập tức nhìn khi thấy phương minh đứng ở cửa trên mặt lộ ra mừng rỡ Ngoài trừ lý thừa thuận thì lý vi vi cũng ở đây chẳng qua trong ánh mắt của cô khi nhìn về phương minh lại mang theo vẻ nghi ngờ thiền viện số 1 là nơi ông nội nhà mình tịnh tu bên trong không có thức ăn gì Vậy mà không ngờ Phương Minh có thể ở bên trong liên tục 5 ngày 5 đêm, nhưng sắc mặt vẫn thoải mái khỏe khoắn, y như người thường. Cô không sao hiểu nổi đối phương có thể làm được điều này. Anh Phương Minh, đốt cuộc anh cũng xuất hiện rồi, em... Dẫn tôi đi gặp ông nội của cậu đi. Phương Minh trực tiếp mở miệng, cắt đứt lời của Lý Thừa Thuận. Trong khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi trước đây, hắn có thể phát hiện, kỳ thực Lý Thừa Thuận chính là một người nói nhiều, có lẽ đây cũng là điểm bi ai của những phú nhị đại bởi vì trong cuộc sống của họ căn bản không có bao nhiêu người bạn tốt chân chính rất nhiều chuyện đều phải giấu trong lòng không cách nào kể ra bực bội tích lũy lâu dài thật vất vả mới gặp được một người có thể bộc lộ nội tâm đương nhiên cũng lắm lời hơn lý vi vi đang ở bên cạnh sau khi nghe thấy những lời phương minh nói đôi mắt xinh đẹp ngược lại sáng ngời bởi vì cô nghe được hàm nghĩa được ẩn chứa trong lời nói của Phương Minh. Tại biệt thự nhà họ Lý. Vì Phương Minh đã chiếm cứng thiền viện số 1 nên ông cụ Lý đành phải quay trở lại biệt thự nhà họ Lý. Do đó sau khi Phương Minh rời khỏi thiền viện số 1, Lý Thự Thuận lập tức lái xe chở hắn đi về phía biệt thự. Phương Ngọc Nhi không chờ Phương Minh ở thiền viện bởi vì mấy ngày qua cô phải tham gia một số hoạt động thương nghiệp cùng lăng mộ mai rất hiển nhiên phương minh không thể nào theo nghiệp kinh doanh được điểm này trong lòng lăng mộ mai cũng hiểu rõ ràng mà lăng mộ mai lại không muốn nhìn thấy tập đoàn nghiễm niên mà bản thân mình khổ cực kinh doanh phát triển suốt mấy năm nay lại rơi vào kết cục không người kế tục mặc dù nói hiện nay có không ít doanh nghiệp đều thích mời người quản lý chuyên nghiệp cũng chính là cái gọi là hoàng đế làm công. Nhưng Lăng Mộ Mai lại muốn con gái mình kế thừa sự nghiệp của mình. Nếu con trai đã không thể kế thừa, vậy thì bồi dưỡng cho con gái đi. Chỉ là nếu để Lăng Mộ Mai biết, chính người con trai không biết kinh doanh kia của bà lại có số lượng tài phú đủ để mua được hơn 10 tập đoàn nghiễm niên, không biết bà sẽ có cảm tưởng gì. Luận về tài phú, Phương Minh đã cướp sạch các thế lực lớn ở phương Tây mỗi một ngân hàng lớn còn có gửi một số tiền khổng lồ mà đó là còn chưa tính toán tới một số bản vật trong tay hắn nếu hắn tình nguyện tuồn số bản vật kia ra ngoài cái gọi là người giàu có nhất thế giới cũng chỉ là trò cười trước mặt hắn mà thôi anh anh trở lại rồi ở trong phòng khách của biệt thự ngoại trừ lăng mộ mai cùng phương ngọc nhi ra thì hầu hết người nhà họ lý cũng đã tới đông đủ Chẳng qua ông cụ Lý còn đang bên trong phòng của mình chưa ra. Đối với chuyện anh mình biến mất 5 ngày, Phương Ngọc Nhi là người không cảm thấy kinh hãi nhất. Bởi vì cô biết tu luyện đến cảnh giới của anh mình rồi, có chút thủ đoạn người thường không cách nào tưởng tượng được. Hiền chất, cháu tìm được biện pháp chữa khỏi thân thể của cha bác rồi sao? Nét mặt của Lý Trạch Khải cũng có chút khẩn trương, bởi vì khi cha mình rời khỏi thiền viện đã từng nói Phương Minh đang điều phối thuốc để chữa trị thân thể cho ông, không thể bị bất kỳ người nào quấy rầy. Hiện nay nếu Phương Minh đã xuất hiện, điều này đồng nghĩa với hai loại khả năng. Một là hắn đã phối trí xong thuốc trị liệu, một nữa là hắn đã thất bại. Dựa theo đạo lý mà nói, với tư cách là trưởng tử của nhà họ Lý, Lý Trạch Khải là người cầm quyền của nhà họ Lý tại thời điểm này. Thế nhưng nói lời duy tâm một chút, nếu như ông cụ Lý mất đi đồng nghĩa với không còn người nào có thể ngăn trên đầu hắn hẳn phải tính là chuyện tốt mới đúng nhưng trên thực tế lý trạch khải lại là người quan tâm tới chuyện cơ thể của ông cụ lý có khỏe mạnh hay không nhất nguyên nhân rất đơn giản tuy rằng hiện nay hắn là người cầm quyền trong tập đoàn nhưng trong tập đoàn có quá nhiều nhân vật cấp bậc nguyên lão còn chưa triệt để chịu phục dưới sự quản lý của hắn nếu như không có ông cụ chống đỡ sợ rằng những người này sẽ đứng ra gây loạn. Mặt khác, tuy rằng hiện nay có mấy anh chị em trong nhà họ Lý đã được phân chia số cổ phần của công ty, nhưng cuối cùng vẫn còn một số tài sản chưa được phân chia rõ ràng. Nếu ông cụ cứ ra đi như vậy, khó tránh khỏi lại xuất hiện thêm mấy màn tranh cãi tranh giành tài sản trong gia đình. Đương nhiên, đó là nguyên nhân tình thân cũng chiếm một phần khá lớn. Dạ vâng, cháu đã phối trí thuốc xong rồi cháu sẽ đi cho ông nội lý uống thuốc ngay bây giờ phương minh gật đầu trên tay cầm lấy một cái bình nhỏ bên trong bình này đương nhiên không đựng thuốc gì mà chỉ có nước minh hà hắn mang về từ cõi âm cha bác đang trong phòng để bác đưa cháu lên nghe được câu trả lời của phương minh trên mặt lý trạch khải lộ ra vui mừng vội vàng dẫn theo phương minh về gian phòng của ông cụ lý sau khi gõ cửa lý trạch khải hô lên cha phương minh đến rồi cậu ấy đã phối trí thuốc xong rồi cha đã biết để cậu ấy vào đi các con cứ chờ bên ngoài giọng nói của ông cụ lý truyền đến từ bên trong phòng lý trạch khải sửng sốt một chút hắn không rõ vì sao ông cụ lý lại chỉ để cho một mình phương minh đi vào nhưng nếu ông cụ đã nói như vậy hắn cũng chỉ có thể tuân theo hơn nữa dựa vào quan hệ của nhà họ Lý cùng nhà họ Lăng, hẳn Phương Minh sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi đối với ông cụ nhà mình. Đẩy cửa ra, Phương Minh đi vào. Trong phòng, ông cụ Lý vẫn ngồi trên xe lăn Sau khi thấy Phương Minh đi vào, trên mặt cũng không có vẻ kinh hỉ gì. Chỉ chầm rãi mở miệng nói. Xem ra chuyến đi tới cõi âm này của cậu đã thu được kết quả tốt. Chỉ là không biết cõi âm là một nơi ra sao cũng không biết chuyện tôi cự tuyệt tử vong có phải là sai lầm hay không rất hiển nhiên hồn phách của ông cụ lý cùng chu hồng cương lại càng tiến thêm một bước dung hợp nhưng tương tự vấn đề thân thể của ông cụ lý cũng ngày càng nghiêm trọng đến thời khắc này ông cụ lý cũng chỉ có thể chi phối những bộ phận từ ngực trở lên trên mà phần bên dưới ngực đã mất đi tri giác phương minh không trả lời tình hình nơi cõi âm là như thế nào thực sự không thích hợp để cho người thường biết dù cho ông cụ lý không phải là người thường thật sự uống nước này xong có thể giải quyết hết vấn đề thân thể bài xích linh hồn trên người ông phương minh nói rồi mở cái chai trong tay ra đưa tới bên miệng của ông cụ lý ông cụ lý cũng không hỏi trong chai này là vật gì cũng không sợ phương minh hại hắn trực tiếp há miệng ra chờ Phương Minh đổ chất lỏng kia vào trong miệng. Nước Minh Hà trong bình đều được đổ vào trong miệng ông cụ Lý. Cuối cùng, Phương Minh có thể cảm nhận rõ ràng, hơi thở của ông ta đã ổn hơn một chút, đồng thời tinh khí thần cũng bắt đầu trở nên ổn định hơn, không còn phù phiếm như lúc trước. Có lẽ sẽ có người hiếu kỳ, không lẽ có thể đoán được tinh khí thần của một người có phù phiếm hay không sao? Đáp án tự nhiên là có thể đoán ra dù cho không sử dụng những khả năng khác nhưng ở một số thời khắc dựa vào mắt thường cũng có thể phát hiện ra tinh khí thần của một người có phù phiếm hay không tỷ như một số người có chuyện phải suy nghĩ trong lòng nên tâm thần bất định có thể thông qua động tác của hắn thậm chí cả vẻ mặt của hắn để nhìn ra một số đầu mối tâm thần bất định trên thực tế cũng là một loại biểu hiện của hồn phách hư phù chẳng qua là nó quá nhỏ bé nhưng nếu như một người mang tâm thần bất định lâu dài chắc chắn sẽ gặp phải một số chuyện đột phá ngoài ý muốn rất có thể sẽ dẫn đến hồn phách bị mất đi mười phút sau ông cụ lý mở mắt ngón tay hơi rung động một lúc lâu sau chậm rãi từ xe lăn đứng lên hồn phách của tôi đã không còn bài xích với bộ thân thể này rồi trên mặt ông cụ lý lộ ra mừng rỡ ông làm nhiều như vậy không phải là vì có thể tăng trưởng thọ mệnh sao nhưng nếu tiếp tục sống với cơ thể tê liệt toàn diện còn không bằng chết quách đi cho xong trên mặt phương minh ngược lại không có vẻ gì ngoài y muốn bởi vì chuyện này đã nằm trong dự đoán của hắn nếu như nước minh hà này không thể giải quyết vấn đề trên người ông cụ lý vậy thì hắn mới cảm thấy bất ngờ thân thể đã khôi phục ông cụ lý kích động đi về cửa tự mình mở cửa phòng ra mà giờ khắc này bên ngoài cửa phòng, người nhà họ Lý cũng mang theo nét mặt khẩn trương. Tuy rằng mọi người vẫn đang ngồi trên ghế salon, nhưng mà tầm mắt thỉnh thoảng lại quét về bên này. Khi cửa bị mở ra, thấy ông cụ Lý đi ra. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ người nhà họ Lý đều sửng sốt. Mà ngay sau đó, trên mặt đám người lập tức lộ ra kích động vui sướng. Ông cụ có thể đi lại, đồng nghĩa với bệnh của ông cụ đã tốt hơn. Cha, thân thể của cha không còn vấn đề gì chứ. Ông nội à? Người nhà họ Lý nhanh chóng vây quanh, mà Phương Minh ngược lại yên lặng đi ra ngoài, đi tới bên cạnh mẹ và em gái mình. Bệnh tình của ông Lý đã được chữa khỏi rồi sao? Mặc dù lăng mộ mai biết con trai mình rất lợi hại nhân bệnh của ông cụ Lý đã mời rất nhiều chuyên gia, giáo sư y học nổi danh trên toàn cầu đến đây hội chẩn. Và những người này đều thúc thủ vô sách. Vậy mà không ngờ con trai mình lại có thể chữa khỏi dễ dàng như vậy. Sau khi kinh ngạc, Lăng Mộ Mai càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo. Là một người mẹ không có chuyện gì khiến bà cảm thấy vui vẻ hơn so với việc nhìn thấy con cái mình có bản lĩnh. Người nhà họ Lý kích động xong rồi Ông cụ Lý là nít nhìn cháu gái mình, sau đó lại nhìn Phương Minh đang ngồi trên sofa, đột nhiên cười cười nói. Phương Minh, cậu đã cứu mệnh của lão già này, không bằng như vậy đi. Để tôi gã vị Vì, Vì nhà tôi cho cậu nha. Nghe thấy những lời ông cụ Lý nói, Lý Vì Vì sửng sốt một chút, đôi mắt xinh đẹp nhìn sang Phương Minh, nhưng hiếm thấy, dĩ nhiên không phản bác lời ông nội mình nói chỉ là miếng môi không nói một lời. thật cảm ơn ông lý đã có ý tốt. chẳng qua tôi đã có bạn gái hơn nữa còn sắp đính hôn. phương minh bị lời ông cụ ly nói làm thiếu chút nữa phun ngụm nước trà trong miệng ra. nhất là khi thấy dáng tươi cười trên mặt ông ta, sau hắn cứ cảm giác nụ cười này thật sự không có ý tốt. có bạn gái cũng có sao đâu. hiện tại mấy người trẻ tuổi có bạn lạnh đó ai mà không có ba bốn vợ ừ, um, đến lúc đó cậu cứ lấy hai bà xã là được rồi nét mặt của ông cụ lý trở nên rất thờ ơ trong số những người cùng thế hệ với ông có không ít người có tới mấy bà xã mà tất cả người hương giang cũng đều biết vị ở ma cao sát vách kia còn có tới năm sáu cô vợ bé rất vui vì được ông nhìn trúng chẳng qua vẫn nên quên đi phương minh lắc đầu cự tuyệt hay là đang suy xét ông nội à cháu cũng không nói cháu muốn gả cho anh ta anh ta đâu phải là kiểu người mà cháu yêu thích đâu lý vì vì mở miệng thời khắc này trong lòng cô tràn đầy lửa giận ánh mắt nhìn về phương minh mang theo vẻ bất thiện chẳng lẽ bản thân mình kém tới mức vậy sao làm bạn gái đã không được rồi ngay cả làm vợ bé cũng bị người ta từ chối nếu như mình không kịp ngăn mà để cho ông nội nói tiếp đợi khi phương minh cự tuyệt nữa đây chẳng phải là ném tự tôn của cô xuống đất sau đó hung tợn dẫm đạp hay sao lý vì vì cô đã không còn tôn nghiêm như vậy từ khi nào à, bác lý à chuyện của người trẻ tuổi thì để cho người trẻ tuổi đi xử lý đi con trai cháu cùng con dâu tương lai có tình cảm rất là tốt mà vi vi thì lớn lên xinh đẹp như vậy có rất nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi con bé con bé làm sao lại là vừa mắt con trai của cháu được chứ lăng mộ mai mở miệng hòa hoãn không khí có chút ngột ngạt này lý trạch khải cũng lập tức tiếp lời cha thân thể của cha chỉ vừa mới bình phục còn cần nghỉ ngơi thật tốt chuyện của vi vi đợi sau này hãy nói đi ông cụ lý liếc nhìn phương minh cuối cùng không nói thêm gì chẳng qua trong lòng lại thở dài một hơi đưa cháu gái này của mình không nhìn rõ tình hình có thể kết giao, tạo quan hệ với cao nhân như Phương Minh, cho dù chỉ là làm thiếp cũng rất đáng. Điều may mắn nhất là không khí ngột ngạt này cũng không duy trì bao lâu, bởi vì điện thoại trên tay Phương Minh vang lên là điện thoại của Quách Mỹ Kỳ, nhà họ Quách muốn mời hắn tới nhà làm khách. Tại đỉnh núi Bạch Giai, một khu nhà cao cấp khác trên lưng chừng núi ở Hương Giang, mà khu nhà quan chức chính là ở nơi này khi Phương Minh xuống xe của Quách Mỹ Kỳ thì Quách Trách Hà đã dẫn theo người nhà họ Quách chờ ở cửa. Cậu Phương đến, mau mau mời vào. Ông cụ, trước đây không phải tôi cố ý giấu giếm ông, chỉ là có nguyên nhân khác cho nên không thể nói tên thật của mình ra. Phương Minh quay sang ôm quyền với Quách Trách Hà, trước đây khi hắn đến nhà họ Quách đã dùng cái tên Tần Minh, mà đó cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ bởi vì hắn muốn né tránh sự truy sát của nhà họ Mục. Ban đầu nhà họ Quách làm hộ chiếu cùng chứng minh nhân dân cho Phương Minh. Lấy sự khôn khéo của Quách Trách Hà, tự nhiên biết Phương Minh đang dùng một cái tên giả. Chẳng qua ông cũng không vì vậy mà đi điều tra thân phận chân thật của Phương Minh. Quách Trách Hà rất rõ ràng nếu cao nhân giống Phương Minh đã cố ý giấu giếm thân phận chân thật. Dĩ nhiên là vì có chút chuyện trong quá khứ mà hắn muốn giấu giếm. Nếu như ông tùy tiện điều tra, một khi bị cao nhân này biết rõ, chắc chắn sẽ khiến người ta không hài lòng. Sở dĩ ông cụ biết thân phận chân thật của Phương Minh, cũng là vì sau khi Phương Minh đi không bao lâu, bên phía nhà họ Mục đã phái người đến Hương Giang điều tra. Lúc đó, người nhà họ Mục đã mang ảnh của Phương Minh móc nối quan hệ tìm đến nhà họ Quách. Bởi vì ở Hương Giang, nhà họ Quách chủ yếu kinh doanh thương mại xuyên quốc gia. Dựa theo phán đoán của người nhà họ Mục, nếu Phương Minh đã tới Hương Giang, nhất định là vì muốn mượn Hương Giang làm bàn đạp để chạy trốn ra nước ngoài. Bà biện pháp tốt nhất là nhập cư trái phép. Trước đây, khi Quách Trách Hà nhận được ảnh của Phương Minh, thật sự bị chấn kinh. Nhà họ Mục nhờ người tìm tới ông, trực tiếp nói rõ thế lực sau lưng rất mạnh, không phải nhà họ Quách có thể chống lại. Nhưng nếu nhà họ Quách có thể cung cấp tung tích của người trên tấm hình, đương nhiên thế lực này có thể giúp nhà họ quách trở thành gia tộc lớn nhất ở hương giang gia tộc lớn nhất ở hương giang sự mê hoặc này không thể nói là không lớn chẳng qua cuối cùng quách trách hà vẫn không nói hướng đi của phương minh ra phương minh là ân nhân cứu mạng của cháu trai ông nhà họ quách thiếu ân tình của phương minh nếu như bán đứng phương minh thì khác gì lấy oán báo ơn loại chuyện này quách trách hà không làm được đương nhiên còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác đó chính là quách trách hà biết rất rõ, lấy thực lực của nhà họ quách, cho dù có được thế lực kia bồi dưỡng trở thành gia tộc lớn nhất ở Hương Giang, nhưng chỉ sợ rằng từ đó về sau, nhà họ quách cũng sẽ trở thành khôi lỗi của gia tộc đã bồi dưỡng bọn họ, rất nhiều chuyện đều phải nghe theo lệnh của người ta. Cây cao đón gió lớn. Rất nhiều chuyện đều sẽ phải nghe lệnh của người ta cây cao đón gió lớn một mình nhà họ quách đứng ở vị trí cao nhất tất nhiên sẽ thành đối tượng để cho những gia tộc khác công kích như vậy vì tự bảo vệ nhà họ quách chỉ có thể tìm kiếm thế lực kia tiếp tục trợ giúp mà như vậy đương nhiên cũng phải bỏ ra một cái giá tương ứng cậu phương nói quá lời rồi lão già tôi biết rõ mau mời ngồi quách trách hà cười ha ha một tiếng đưa phương minh vào sảnh sau đó sớm đã có người hầu pha trà thơm dâng lên. Ông Quách, đưa cháu trai ông tới cho tôi xem đi. Sợ dĩ Phương Minh đến nhà họ Quách, nguyên nhân chủ yếu là bị muốn nhìn thấy đứa bé của nhà họ Quách một chút. Khải Minh à, nhanh đưa bổng bỗng tới đây đi. Dạ vâng, Quách Khải Minh gật đầu, không bao lâu sau đã ôm một đứa bé đi ra. Và đứa bé này rất trắng, ít nhất phải trắng gấp đôi so với những đứa bé bình thường Màu da của đứa bé này có chút giống với người da trắng. Phương Minh đã biết rõ nguyên nhân khiến da cậu bé trắng như vậy là vì cậu bé là sơ ủng của Alice. Alice vốn là người da trắng cho nên đương nhiên trong cơ thể của cậu bé này cũng có máu của người da trắng. Mắt đứa bé chuyển động nhanh như chớp, chẳng qua trong khoảnh khắc nhìn thấy Phương Minh, đột nhiên oa một tiếng khóc. Bỗng bỗng hoang, đừng khóc. Bỗng bỗng ngoan ngoan, thấy đứa bé khóc quách khải minh vội vàng ôn nhu dỗ dành chỉ có điều lại không có hiệu quả cậu phương à bình thường bỗng bỗng rất là biết điều cũng rất ít khóc ngày hôm nay quách trách hà mở miệng giải thích phương minh khoát khoát tay quay sang nói với quách khải minh đưa đứa bé cho tôi bế đi đối với nguyên nhân vì sao đưa bé khóc trong lòng phương minh rất rõ ràng dù thế nào đi nữa quỷ hút máu cũng thuộc về một loại hắc ám. Mặc dù so với âm linh quỷ hồn thì quỷ hút máu tốt hơn một chút, nhưng trên bản chất cả hai loại này không khác biệt nhiều. Hẳn đứa bé này đã bị dung khí tràn đầy trên người mình, dọa cho sợ rồi. Sau khi thu liễm khí tức trên người, Phương Minh tiếp nhận đứa bé mà Quách Khải Minh bế trên tay. Quả nhiên lúc này đứa bé không khóc, thậm chí còn mỉm cười, vươn bàn tay nhỏ béo, mập mạp, cầm lấy bả vai Phương Minh cọ sát đứa bé rất là khỏe mạnh ôm lấy đứa bé cảm thụ một chút hơi thở trên người nó cũng không có mùi vị gì tà ác điều này khiến phương minh có thể xác định người nhà họ quách đã bồi dưỡng đứa bé theo những gì mình căn dặn chỉ mua máu trong kho máu mà thôi máu càng mới thì mùi vị càng ngon hơn cho nên đối với quỷ hút máu dòng máu ngon lành nhất đối với bọn họ chính là dòng máu được hút trên cơ thể người khác dựa vào điều kiện của nhà họ quách muốn dùng tiền mua một số người đến cho đứa bé hút máu, cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng trước đây Phương Minh đã thông báo, tuyệt đối không thể làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bất cứ sinh vật nào cũng đều có tập tính thói quen. Nếu như đứa bé đã hình thành thói quen hút máu trên người khác từ nhỏ, như vậy cả đời này sợ rằng không thể thay đổi được thói quen kia. Mà nếu tiếp tục như vậy, tới sau này khẩu vị của đứa bé sẽ càng ngày càng kén chọn thậm chí máu của người thường cũng không thể thỏa mãn, cuối cùng chắc chắn sẽ bước lên con đường tà đạo. Hiện nay có thể xác định đứa bé này không bước lên con đường tà đạo, Phương Minh cũng yên lòng. Chuyện ở Hương Giang đến đây có thể coi như hạ màn, Phương Minh quyết định ngày mai sẽ trở lại nhà họ Phương, bởi vì hiện nay còn cách thời gian long môn bí cảnh mở ra không lâu, hắn muốn bắt đầu làm chuẩn bị tại nhà họ Phương. Một đại điện trên ngọn núi cao nhất. Lúc này toàn bộ đại điện có mười mấy bóng người, phần lớn đều là gian dấp từ 50 đến 60 tuổi. Cho nên so sánh với mấy người bọn họ, gương mặt hơi có vẻ trẻ tuổi của Phương Minh là càng thêm nổi bật. Bên trên đại điện có ba lão giả tóc bạc, chính là ba vị trụng lão của nhà họ Phương. Chuyện lòng môn bí cảnh đã được thông báo trước cho mọi người rồi, hai ngày sau chính là ngày Long Môn Bí Cảnh được mở ra, mà mọi người cũng chính là người đại diện cho nhà họ Phương đi tới Long Môn Bí Cảnh. Người mở miệng là ngũ trưởng lão, ánh mắt quét qua toàn trường. Ở đây kém nhất cũng đã tới cảnh giới địa cấp tầng 8, mà những người khác đều là địa cấp tầng 9 hoặc là địa cấp đỉnh phong cùng đại viên mãn. Long Môn Bí Cảnh, mặc dù nói chỉ cần là địa cấp hậu kỳ, đã có thể đi vào nhưng các trưởng lão nhà họ Phương rất rõ ràng. Địa cấp tầng 7 đi vào cũng chỉ đóng vai pháo hôi mà thôi, rất khó có được cơ duyên bên trong. Có lẽ chỉ có một số thế lực, không có nhiều cường giả địa cấp hậu kỳ, mới phái địa cấp tầng 7 đi vào thử thời vận. Nhưng với tư cách là gia tộc đứng đầu giới tu luyện, nếu nhà họ Phương phái một số địa cấp tầng 7 đi vào, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười hay sao? Đương nhiên, nhà họ Phương không chịu có chừng này cường giả địa cấp hậu kỳ. Thân là một gia tộc lớn, không thể nào ký thác tất cả mọi thứ vào trong cùng một cái giỏ. Mặc dù long môn bí cảnh không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng bạn nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu như phai hết cường giả địa cấp hậu kỳ trong gia tộc đi vào đây, chẳng phải sẽ là toàn quân bị diệt sao? Hậu quả như vậy, cho dù là nhà họ Phương cũng không thể nào chịu nổi bởi vì điều này đồng nghĩa với nhà họ Phương sẽ xuất hiện hiện tượng nhân tài đứt gãy, tất nhiên cũng sẽ khó có thể giữ được vị trí gia tộc đứng đầu. Vì vậy sau khi trải qua một phen thảo luận, nhà họ Phương để lại một nữ cường giả địa cấp hậu kỳ, chỉ cho phép 18 người, kể cả Phương Minh tiến vào Long môn bí cảnh. Nghĩ đến, hẳn mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy, lần này sẽ do thất trưởng lão cùng bác trưởng lão đưa mọi người đến lòng môn bí cảnh, chuẩn bị lên đường đi. Một màn giống như vậy giờ khắc này cũng đang diễn ra ở tất cả những thế lực khác. Lòng môn bí cảnh mở ra, phàm là thế lực có cường giả địa cấp hậu kỳ trong giới tu luyện đều sẽ không buông tha, thậm chí có gia chủ của thế lực chỉ đạt tới địa cấp tầng 7 nhưng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này. Dù sao trong lịch sử, những lần lòng môn bí cảnh mở ra cũng có một hai vị địa cấp tầng 7 may mắn thu được cơ duyên. Mà trừ những thế lực này, còn có số ít tán tu dựa vào thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Nghe thấy tin này cũng lập tức hành động, sôi nổi đi về hướng long môn bí cảnh. Không giống với sự náo nhiệt của bất kỳ thịnh hội nào khác trong giới tu luyện, việc long môn bí cảnh mở ra ngược lại không tạo thành nhiều anh động trong giới tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản Long Môn Bí Cảnh chỉ có cường giả địa cấp hậu kỳ mới có thể tiến vào, mà đối với người trong giới tu luyện, cường giả địa cấp hậu kỳ vẫn tương đối quý hiếm. Mà những cường giả địa cấp hậu kỳ này, đương nhiên sẽ không giải thích cặn kẽ tình huống của Long Môn Bí Cảnh với đám tiểu bối, cũng sẽ không mang tiểu bối tới tham gia Long Môn Bí Cảnh. Muốn đi vào Long Môn Bí Cảnh, nhất định phải là địa cấp hậu kỳ, đây là một luật thép không ai có thể vi phạm tần lĩnh. Dãy núi này kéo dài theo hướng Đông Tây ở Nam Bộ tỉnh Thiểm Tây. Đây là một dãy núi cực kỳ quan trọng. Có tin đồn, trong tầng lĩnh ẩn chứa một long mạch, hơn nữa còn là một trong 12 long mạch do dãy tổ long ở Côn Luân tạo ra. Đương nhiên long mạch như vậy không phải dựa vào nhân lực có thể bắt được. Coi như là tông sư phong thủy cũng không dám có ý đồ gì với long mạch này. Long mạch cấp bậc này chính là linh do trời ban động vào long mạch tất nhiên sẽ bị trời phản vệ hậu quả khó mà lường. Có rất nhiều tin đồn về tầng lĩnh nhưng mãi đến ngày nay vẫn không một ai chân chính đi hết khắp các ngõ ngách nơi tầng lĩnh này, càng không biết bên trong tầng lĩnh còn có một sơn cốc to lớn, một sơn cốc suốt năm bao phủ trong mây mù. Thâm sơn có sương mù, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng sương mù ở sơn cốc này lại không phải sương mù từ nơi sâu trong núi, mà là mây mù từ trên trời giáng xuống. Cho nên trong sân cốc này không hề có loại cảm giác ẩm ướt thường phải có. Khi Phương Minh theo trưởng lão nhà họ Phương chạy đến nơi này, ngoài sân cốc đã có không ít người hội tụ. Chỉ là trong số những người này, trẻ tuổi nhất cũng đã chừng 45 tuổi, mà phần lớn người đều đầu tóc bạc trắng. Nói cho cùng, thì muốn tu luyện tới địa cấp hậu kỳ phải cần thời gian rất dài. Thiên tài nghịch thiên giống phương minh đây, toàn bộ giới tu luyện có thể nói trăm năm đều khó gặp một lần. Những cường giả địa cấp hậu kỳ này, ngoài trừ một ít người còn đi lại giao lưu với bên ngoài ra, phần lớn người đều lựa chọn ngồi tĩnh tọa một bên. Tới cảnh giới như bọn hắn, vốn có thể xem là lão đại một phương, đương nhiên không thể nào đi chào hỏi lẫn nhau hay đi tới đi lui như mấy người trẻ tuổi đoàn người nhà họ phương đến cũng thu hút sự chú ý của mọi người ở đây nhất là khi bọn hắn thấy phương minh bên trong đội ngũ trên mặt phần lớn người đều lộ ra hâm mộ trẻ tuổi như vậy đã đạt tới địa cấp đại viên mãn cho dù lần này hắn vào long môn bí cảnh không thu được cơ duyên gì thì chuyện đột phá trở thành cường giả thiên cấp cũng đã ở ngay trước mặt cho dù có một số cường giả địa cấp hầu kỳ chưa từng thấy mặt phương minh lần nào thế nhưng chỉ cần dựa vào tướng mạo của Phương Minh đã có thể phán đoán. Dù sao toàn bộ giới tu luyện hiện nay, chỉ có một người trẻ tuổi như vậy đã trở thành cường giả địa cấp hậu kỳ. Theo người nhà họ Phương đến, lần này người có tư cách tham gia lòng môn bí cảnh cũng đã tụ tập tương đối đông đủ. Bóng dáng một nhóm người xuất hiện trước mặt mọi người, dẫn đầu là mấy bé trai, mặc trên người đào bào bảy màu, trên tay lại bưng lấy một lưu hương lúc này đang cất bước đi về phía sân cốc người của thiên cơ môn tới thấy những đạo đồng này đắt mặt tất cả đám người ở đây đều chấn động dựa vào cảnh giới tuổi tác chuyện có thể làm bọn hắn kích động như vậy cũng không nhiều nhưng chuyện long môn bí cảnh mở ra vào lúc này chính là một trong số ít chuyện có thể khiến cho bọn hắn kích động long môn bí cảnh là do người đầu tiên đảm nhiệm chức vị môn chủ thiên cơ môn phát hiện ra cho nên từ cổ chí kim tất cả các lần long môn bí cảnh mở ra đều là do thiên cơ môn chủ trì chỉ có điều trước đây vẫn luôn đợi thời gian trăm năm tới thiên cơ môn mới tượng trưng kiểm tra một chút thân phận tư cách của những người tiến vào thế nhưng lần này thì khác lần này long môn bí cảnh được mở ra trước thời hạn mà phương pháp mở ra nó chỉ có thiên cơ môn mới có cho nên nhất định phải do thiên cơ môn chủ trì Tám tám vị đào đồng đi tới trước cửa sơn động, lập tức dừng, sau đó xếp thành một vòng tròn. Lưu hương trên tay cũng được đặt lên đầu, cực kỳ ổn định. Lưu hương không mảy may lay động. Sau khi đào đồng đi tới trước, ổn định hình thái, hai hàng nam nữ đạo sĩ cũng đang xen tiến vào, đi vào bên trong vòng tròn mà những đạo đồng kia tạo ra. Nam đạo sĩ mặc áo bào trắng, nữ đạo sĩ mặc áo bào đen, hai người tạo thành một đường thái cực nối dài thái cực độ. đám người ở đây chỉ liếc mắt một cái lập tức nhận ra những đạo đồng cùng nam nữ đạo sĩ này tổ hợp tạo thành một thái cực đồ hiện tại chỉ kém hai điểm trắng đen bên trong thái cực đồ mà thôi. thiền cơ môn này muốn làm gì? không ít lão giả lộ ra nghi hoặc trên mặt. bọn hắn đều là người tới đây lần đầu tiên cho nên không biết trình tự để mở ra lòng môn bí cảnh thực thật không chỉ là bọn hắn mà lúc này ngay cả cường giả thiên cấp chịu trách nhiệm dẫn đội của các thế lực lớn cũng đều đang trầm ngâm, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy một màn ngay trước mặt này. Trước đây khi long môn bí cảnh tới thời gian mở ra, căn bản không cần phiền phức như vậy, rất hiển nhiên lần này nó được mở ra trước thời hạn nên thiên cơ môn cũng phải làm nhiều công tác chuẩn bị hơn. Thuật thái cực bát quái thôi diễn là bản lĩnh sở trường của thiên cơ môn chúng ta chỉ cần nhìn là được một vị cường giả thiên cấp nói mặc kệ thiên cơ môn làm như thế nào chỉ cần cuối cùng lòng môn bí cảnh này có thể mở ra là được rồi nói đến thiên cơ môn ngược lại lão phu vẫn luôn tò mò một điều lòng môn bí cảnh là do lão tổ đảm nhiệm chức vị môn chủ đầu tiên của thiên cơ môn phát hiện ra theo đạo lý mà nói thiên cơ môn hoàn toàn có thể độc chiếm lòng môn bí cảnh. Dựa vào lòng môn bí cảnh này, thiên cơ môn hoàn toàn có thể trở thành thế lực lớn nhất trong giới tu luyện. Người nói chuyện chính là cường giả thiên cấp tới từ một thế lực trung lưu. Mà sau khi hắn nói xong những lời này, hai vị trưởng lão nhà họ Phương còn có mấy vị cường giả thiên cấp khác đều lộ ra nụ cười hơi có chút ở ý sâu xa. Thiên cơ môn sẽ chiến công vô tư như vậy sao? Điều này đã từng khiến rất nhiều thế lực cảm thấy hoang mang, mà trong nhiều lần long môn bí cảnh được mở ra trước đây, Thiên Cơ môn thật sự không có bất kỳ âm mưu gì. Điểm này cũng là nguyên nhân khiến Thiên Cơ môn có thể vượt lên xa các thế lực lớn trong giới tu luyện. Đương nhiên, đám trưởng lão nhà họ Phương càng biết những bí mật mà mấy thế lực bình thường khác không thể biết được, đó chính là tổ tiên của bọn họ đã từng lưu lời lại. Thiên cơ môn là một môn phái rất đặc thù. Thứ mà môn phái này theo đuổi không giống với các môn phái khác. Không cần quá đề phòng thiên cơ môn mà làm gì. Rất hiển nhiên, lão tổ nhà họ Phương cũng biết một vài thứ gì. Ngoài trừ lão tổ nhà họ Phương ra thì Tông Thánh Cung còn có một số môn phái khác cũng đã nhận được khẩu dụ tương đối giống như vậy từ lão tổ nhà mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các thế lực lớn chưa bao giờ phòng bị cho rằng thiên cơ môn sẽ dở trò quỷ trong lần mở ra long môn bí cảnh này. Đương nhiên, những cường giả thiên cấp biết chút nội tình này, hẳn sẽ không nói ra tin tức này. Bọn họ chỉ ước gì mấy thế lực kia không biết chuyện này, để khi long môn bí cảnh được mở ra, bọn họ sẽ vì đề phòng cẩn thận mà bỏ qua cơ duyên. Sau khi tạo xong trận hình, vô cực tử xuất hiện. Ngoài trừ vô cực tử, còn có tám lão giả tiên phong đạo cốt khác. Tám lão giả này đều là cường giả thiên cấp. Đây là nội tình của Thiên Cơ Môn sao? Thấy chín vị cường giả thiên cấp kể cả Vô Cực Tử xuất hiện, đám người ở đây đều bị kinh hãi, phải biết rằng ngay cả nhà họ Phương cũng chẳng qua mới chỉ có 10 vị cường giả thiên cấp. Vậy mà Thiên Cơ Môn đã có tới chín vị, thực lực chân chính của Thiên Cơ Môn này thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa ai biết, đây có phải là toàn bộ lực lượng của Thiên Cơ Môn hay không? Nếu như thiên cơ môn còn có một hai vị cường giả ẩn giấu thiên cơ thì sao? Đây chẳng phải nói thiên cơ môn mới chân chính là thế lực số một của giới tu luyện ư. Nghĩ tới đây, ánh mắt không ít người đều nhìn về hai vị trưởng lão nhà họ Phương bên kia. Chẳng qua nét mặt hai vị trưởng lão nhà họ Phương không có bất kỳ biến hóa nào. Nhà họ Phương có thể ngồi vững trên bảo tọa thế lực đứng đầu giới tu luyện. Đương nhiên, nội tình không đơn giản như những gì người bên ngoài biết có đôi khi cường giả thiên cấp không phải dựa vào số lượng có thể thủ thắng chín người vô cực tử chậm rãi đi về vòng tròn được hình thành từ đám đạo đồng cuối cùng vô cực tử đứng bên trong vòng tròn mà tám vị cường giả thiên cấp thì đứng ở tám phương hướng bên ngoài vòng tròn thái cực bát quái độ thấy một màn như vậy tất cả mọi người ở đây đều đã có thể xác định đây là đồ án thái cực bát quái độ Kết thúc tập 170 của bộ truyện đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.